mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm nhanh video bằng cái trang canva.com để có thể up lên trên các cái nền tảng như là TikTok, YouTube Short hoặc là Facebook Reel. Trước hết thì chúng ta cần phải vào trang canva.com đăng ký bằng Gmail. Cái cách đăng ký rất là đơn giản thì mình sẽ bỏ qua nhé. Ở đây mình dùng cái bản Education, giáo dục, mình dùng nhờ qua một cái link của người khác. Cái bản này nó sẽ cho phép chúng ta dùng được nhiều mẫu hơn nhé. Bạn nào cần thì có thể nhắn tin cho mình để mình đưa cái link, các bạn có thể vào nhóm đó và dùng nhờ nhé. Sau khi đăng nhập vào Canva thì bấm vào video, chọn mobile video. Các bạn sẽ thấy ở bên này nó xuất hiện cái chữ video này nhé. Mình bấm vào để mình tìm luôn mẫu ở trên Canva nhé. Nếu nó chưa xuất hiện ở đây thì các bạn hãy bấm vào chữ F này, là cái ứng dụng này nhé. Nếu mình không bỏ nó lên thì nó sẽ nằm ở đây, mình bấm vào nó thì nó nhảy lên trên này nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ có cái nội dung, ví dụ đây, 6 bí quyết trường thọ của người Nhật. Tham khảo ở đâu? Ví dụ mình lên TikTok, mình thấy một cái kênh mà nó có nhiều view, nhiều like. À đây, 6 bí quyết trường thọ của người Nhật ạ. Mình có thể chuột phải vào tìm kiếm trên Google. Thì đây là cái nội dung mà người ta đã tham khảo ở đây. Sau đó thì người ta chuyển nó thành dạng video và chữ thôi nhé. Các bạn cứ lên TikTok tìm cái kênh nào mà có nhiều view, chúng ta có thể tham khảo nội dung, sau đó mình biến đổi nhé. Cái tiêu đề của họ như thế này thì mình về mình thay đổi một chút, mình tự nghĩ ra, hoặc là mình dùng ChatGPT hoặc là một cách nào đó mình thấy nó thu hút là được nhé. Sau khi có nội dung này rồi thì mình sẽ dùng Google Dịch. Mình bấm vào đây, mình dán cái tiếng Anh vào nhé, tìm kiếm thì nó sẽ ra cho chúng ta các cái video liên quan đến make friend, nghĩa là giao lưu. Mình thấy cái video này phù hợp, mình kéo nó vào đây nhé, bấm kích đút chuột vào đây. Đấy, bản chất cái video này là dạng ngang nhé, mình lấy dạng dọc thì mình sẽ phải kéo cái đoạn nào cho nó phù hợp nhé. Và ở đây mình có thể kéo ngắn nó lại nhé. Ví dụ mình muốn hiển thị 5 giây thì mình để như này, thấy chưa? Tùy cái video của các bạn muốn dài bao nhiêu thì chúng ta cân nhắc đưa vào những cái đoạn nó phù hợp nhé. Ví dụ 30 giây thì mình có thể đưa vào 5 hoặc 6 đoạn. Ở đây thì mình có 6 cái bí kíp thì có thể đưa vào khoảng 5 đoạn nhé. Chuột phải vào đây, chọn nhân đôi đây. Bây giờ mình lại qua một cái thứ khác đúng không? Đó là ngủ trưa. Đấy, và Google dịch ra map đúng không? Dán nó vào đây. Đấy, thấy nó hay hay thì mình kéo nó vào. Đấy, tùy chọn nhé. Bạn kéo như này, tùy này. Kích đúp vào. Mình minh họa nhé, cho nên là làm thế thôi. Chúng ta cứ tương tự, chúng ta cứ copy thành cái khác nhé. Xong đến là ví dụ ăn, eat. Đấy, đây là cái lấy này, ví dụ để kéo nó vào đây. Đấy, làm sao mà có thể nhìn được cái nội dung này được, cho nó ngắn thôi. Rồi, sau khi mà mình đã đưa hết cái nội dung vào đây nhé, ở trên Canva thì cũng có thể thêm được chữ. Ví dụ mình bấm vào đây, mình bấm chữ tờ là text thì nó hiện ra. Nhưng mình nên dùng ở trên CapCut, vì trên CapCut nó có nhiều những cái hiệu ứng, nó nhìn nó đẹp, nó hay hơn. Đấy, như này. Vừa nãy là mình làm video này, sau đó mình bỏ lên CapCut, mình thêm chữ vào thôi, mình thêm cả âm thanh nữa. Trên Canva cũng có thể làm được, nhưng mà mình thấy nó chưa được hay bằng CapCut, cho nên là mình bỏ lên CapCut nhé. Sau khi mình tạo xong á thì mình bấm vào nút share, chọn download. Ở đây là dạng MP4, tải xuống, chọn download nhé. Đấy, nó sẽ tải xuống cho mình cái file này. Sau đó thì mình có thể mình gửi qua cái
iCloud của tôi đây nhé. Đây mình ném qua đây. Đấy. Sau đó thì mình dùng điện thoại mình tải xuống mình chỉnh sửa tiếp nhé. Rồi, đó là phần Canva bằng tiếng Anh. Nhiều bạn sẽ hỏi là ôi chỉ mình có biết tiếng Anh đâu, thì bây giờ phải làm cái khác. Bây giờ chuyển qua tiếng Việt nhé. Bấm vào đây. Chọn Account Setting nhé. Và tìm tới cái mục Language, gõ Việt Nam vào đây. Bây giờ qua đây thì nó hiển thị tiếng Việt. Vẫn là video nhé. Video trên di động nhé. Video ngủ trưa. Đó. Nó cũng ra các cái kết quả tương tự như vậy, nhưng mà tiếng Anh thì nó sẽ nhiều hơn nhé. Bạn nào mà lười thì tôi dùng tiếng Anh được, đúng không? Đấy. Các thao tác y hệt như phía trên nhé, không khác gì cả. Đây, ở đây thì nó là gì? Tạo bản sao một trang, được chưa? Đó là chúng ta làm video bằng Canva ở trên máy tính nhé. Còn bạn nào mà dùng di động không có máy tính thì chúng ta không nên làm, tại vì mình thử nó rất là phức tạp trên đấy. Thì mình dùng cái trang pesel.com, cứ vào đây mình tìm, ví dụ như là tìm từ ngủ này, nhớ chọn vào mục video này, xong chọn bộ lọc là dạng dọc nhé, thì nó ra các video này. Bấm vào đây, tải xuống miễn phí, chờ một tí để cho nó tải. Sau đó thì mình vào cắt cắt, mình ghép nối những cái file này vào, nó đơn giản vậy thôi. Bạn nào có câu hỏi hay thắc mắc nào thì có thể comment ở phía dưới video này, chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé.